chú rể đưa cô dâu về nhà chồng bằng máy múc. Nghe nó lạ phải không các bác? Nhưng thật ra ấy, thì cái đoạn đường về nhà chú rể ấy, hiện tại đã bị lụt mưa và đã không thể đi qua được bằng các phương tiện khác. Cho nên là phải dùng cái máy múc như thế này thì mới có thể là đưa dâu qua được. Chắc chắn là cái kỷ niệm này thì cô dâu và chú rể sẽ không bao giờ quên được đâu.